Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Với những thông tin được cập nhật liên tục, chúng tôi tự tin là kênh thông tin uy tín, chất lượng và bổ ích. Thưa quý vị, sau thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại tỉnh Bạc Liêu trở thành địa phương nóng với ổ dịch tại công ty thủy sản Tấn Khởi. Đây được đánh giá là một ổ dịch phức tạp vì nguồn lây hiện tại vẫn chưa xác định rõ, số F0 sau truy vết, xét nghiệm tiếp tục tăng. Theo thông tin mới nhất, tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện thêm 46 ca F0 liên quan đến công ty Tấn Khởi vào hôm nay. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, trong 24 giờ qua truy vết, xét nghiệm đã ghi nhận 102 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 52 trường hợp dương tính ghi nhận tại cộng đồng, 46 trường hợp ghi nhận liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tấn Khởi, thị xã Giá Rai. Cụ thể, có 6 trường hợp ghi nhận tại khóm 6, phường 2, thành phố Bạc Liêu, được phát hiện thông qua bệnh nhân tự khai báo triệu chứng cho cơ quan y tế. Qua điều tra, truy vết hiện tại ghi nhận 88 trường hợp F1, 46 trường hợp ghi nhận liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tấn Khởi, thị xã Giá Rai. Trong đó, 15 trường hợp có địa chỉ thường trú tại huyện Đông Hải, 30 trường hợp có địa chỉ thường trú tại thị xã Giá Rai, 1 trường hợp có địa chỉ thường trú tại huyện Phước Long. Hiện đang trong quá trình điều tra truy vết các trường hợp F1 liên quan. Trong trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu là các bệnh nhân và người nuôi bệnh nhân tại khoa nội tim mạch, khoa hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. 1 trường hợp thường trú tại huyện Đông Dân, 1 trường hợp thường trú tại huyện Đông Hải, 1 trường hợp thường trú tại thành phố Bạc Liêu. Qua điều tra truy vết hiện tại ghi nhận 103 trường hợp F1. 40 trường hợp về từ các tỉnh thành được phát hiện tại các khu vực cách ly tập trung, trong đó thị xã Giá Rai 20, huyện Đông Hải 3, huyện Đông Dân 11, huyện Vĩnh Lợi 3, huyện Hòa Bình 3. Trong 102 trường hợp trên có 19 trường hợp dưới 18 tuổi. Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh Bạc Liêu, ổ dịch tại công ty Tấn Khởi rất phức tạp vì hàng trăm công nhân của doanh nghiệp này có hộ khẩu ở nhiều xã, phường tại thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải. Nguồn lây bệnh được nhận định từ những người đến từ tỉnh ngoài. Một nguyên nhân nữa khiến ổ dịch của công ty Tấn Khởi trở thành ổ dịch lớn nhất tỉnh Bạc Liêu từ trước đến nay là do công ty này không thực hiện sản xuất ba tại chỗ và lượng người di chuyển từ các địa phương khác về Bạc Liêu không được kiểm soát chặt chẽ. Ổ dịch tại công ty Tấn Khởi được phát hiện khi một công nhân tại công ty này tự đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện công nhân dương tính COVID-19, tỉnh Bạc Liêu đã huy động lực lượng truy vết lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tất cả những người có liên quan. Qua đó xác định có 50 ca dương tính COVID-19 thuộc công ty Tấn Khởi, bao gồm 33 ca ở thị xã Giá Rai và 17 ca ở huyện Đông Hải. Theo đánh giá của ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu, ổ dịch này khá phức tạp, có khả năng sẽ lây lan rộng ra trên địa bàn thị xã Giá Rai. Công ty Tấn Khởi có khoảng 700 công nhân, nhưng không tổ chức hoạt động ba tại chỗ. Công nhân chủ yếu ở thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải làm việc công nhật, sáng đi chiều về, do đó yếu tố dịch tễ vô cùng phức tạp. Sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 ở công ty Tấn Khởi, xung quanh công ty này có 3 công ty thủy sản khác cũng khá đông công nhân, nên ngành chức năng đã tổ chức sàng lọc, kết quả đều âm tính. Liên quan đến ổ dịch này, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã lập tức đề xuất nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường 1 và 2 xã Phong Tân, Phong Thành Đông, thị xã Giá Rai, từ cấp độ 1 lên áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 4, vùng có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Địa phương có các ca nhiễm lập tức tiến hành truy vết, xét nghiệm hàng trăm người và đưa đi cách ly theo quy định. Theo Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua truy vết có trên 600 trường hợp F1 liên quan đến công ty thủy sản Tấn Khởi. Nghi vấn nguồn lây có thể từ ngoài tỉnh do số lượng người vừa qua về quê rất đông và tài xế xe chở hàng. Ông Thắng nhận định, mặc dù trong thời gian qua tỉnh Bạc Liêu đã cảnh báo lây nhiễm trong nhà máy, xí nghiệp nhưng vẫn xảy ra sự việc như trên. Việc này cho thấy các công ty hoạt động nhưng còn lơ là, chủ quan nên không kiểm soát được dịch. Ngay cả đội ngũ tài xế xe hàng vận chuyển từ nhà máy đi đến các địa phương khác, yếu tố dịch tễ rất cao vì tiếp xúc nhiều nơi cũng chưa được quản lý tốt. Như vậy, có thể thấy bước đầu có thể xác định nguyên nhân bùng phát ổ dịch tại công ty Tấn Khởi là do tiếp xúc với người từ địa phương khác trở về Bạc Liêu. Thưa quý vị, lần lại thời gian khoảng 2 tuần trước đó, chắc hẳn quý vị còn nhớ hình ảnh từng đoàn hàng trăm người đổ dồn về các tỉnh miền Tây bằng xe máy, trong đó có tỉnh Bạc Liêu. Song song với công tác hỗ trợ bà con về quê, nhiều chuyên gia, thậm chí ban lãnh đạo nhà nước cũng đã đặt ra lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch có thể xảy ra tại các tỉnh miền Tây. Điều này đã được nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc trực tuyến của cử tri thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trước thềm kỳ họp thứ 2 khóa 15 diễn ra vào hồi đầu tháng 10, kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, với dòng người hồi hương về các tỉnh miền Tây như vậy, các điểm đến đều có thể là nguy cơ lây nhiễm. Khả năng bùng dịch ở đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới sẽ gây sức ép lớn về y tế cho cả vùng, vì cơ sở và kinh nghiệm phòng chống dập dịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn yếu. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nguy cơ bùng phát dịch ở địa phương thuộc 12 tỉnh Tây Nam Bộ có đông người dân di cư về là hiện hữu. Lý do vì ở nhiều nơi tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 còn thấp, có thể có người về không khai báo hoặc khai báo không trung thực, v.v. Ngoài ra, số lượng người dân về đông có thể gây quá tải cho các khu cách ly tập trung. Vì thế, các địa phương cần thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về kiểm soát người về từ vùng dịch, nâng công suất tối đa cơ sở cách ly tập trung, làm tốt công tác cách ly tại nhà và chống nhiễm khuẩn để tránh lây nhiễm chéo. Thứ trưởng Tuyên cũng đặc biệt nhấn mạnh việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ công dân khi ra vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương, doanh nghiệp như lái xe, phụ xe đường dài liên tỉnh, người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc, v.v. để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên, xét nghiệm định kỳ theo quy định. Đợt dịch thứ tư với biến chủng Delta lây nhiễm nhanh mạnh hơn, nồng độ virus trong dịch đường hô hấp gấp 1.000 lần so với chủng cũ. Ngoài ra, chỉ trong 2-3 ngày đã có thêm một vòng lây nhiễm mới, các chủng cũ 5-7 ngày. Đặc biệt, khoảng 80% người nhiễm không có triệu chứng. Việc lây nhiễm xảy ra trước khi bệnh nhân có xuất hiện triệu chứng gây khó khăn cho việc phát hiện. Vì thế, Thứ trưởng lưu ý các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và thường xuyên xét nghiệm tầm soát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Đồng thời, chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Nơi nào đã kiểm soát tốt dịch thì cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, chuẩn bị 4 tại chỗ sẵn sàng các tình huống xảy ra. Đối với các địa phương đang trong lộ trình nới lỏng, việc thực hiện giãn cách cần xây dựng và triển khai theo lộ trình, phục hồi sinh hoạt và hoạt động kinh tế xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt hiệu quả công tác phòng chống dịch, Thứ trưởng nhấn mạnh. Thưa quý vị, như vậy, những cảnh báo và lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch tại các tỉnh miền Tây trước đó là hoàn toàn có cơ sở. Bằng chứng là tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp đã xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu. Những thông tin mới nhất về ổ dịch công ty thủy sản Tấn Khởi thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn đón xem ở các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.